giờ cho em nói đến một cái điểm chính yếu mà chúng ta cần phải hiểu để chúng ta sống cho nó tốt đời đạt đạo. Ở xưa nay anh chị em nghe nói là hội chữ thập đỏ. Hồi xưa thì ông bà già mình gọi là hồng thập tự, không biết còn cái từ gì khác không nữa. Ví dụ như mình thấy một chiếc xe dán cái thập đỏ là mình gọi là xe cứu thương, hay là xe hồng thập tự, hay là xe cấp cứu. Bởi đây chúng ta đang sinh hoạt điểm hội chữ thập đỏ. Thế thì bây giờ chúng ta phải hiểu cái chữ thập đỏ như thế nào. Hồi nãy anh chị em cũng nghe ban tổ chức họ cho mình biết được là chữ thập đỏ đã ra đời ngày mấy tháng mấy năm mấy rồi. Tôi hãy nhắc lại. Bây giờ chúng ta hiểu chữ thập đỏ nó có cái nghĩa chính là yêu thương và cho không. Chữ thập đỏ nó có nghĩa đó. Nhưng mà chúng ta đi khắp nơi chúng ta thấy để là chữ thập đỏ, nhưng mà không các nghĩa cụ thể. Chữ thập đỏ chính là yêu thương và cho không, không các nghĩa rõ ra như vậy. Chỉ các nghĩa là chữ thập đỏ Việt Nam thôi. Nhưng mà ở đây tôi các nghĩa rõ chữ thập đỏ Việt Nam nó mang ý nghĩa là yêu thương và cho không. Chà Duy lấy một ví dụ như thế này để anh chị em thấy có phải cho không không. Thí dụ như bây giờ ở miền Trung đang là thiên tai lũ lụt, thế bây giờ mọi người đang đau khổ, lũ lụt thì lên ngập nhà, thiên tai trên mưa xuống dưới nước lên, rồi mọi người không có chỗ ăn chỗ ngủ, không tiền không bạc, không nhà không cửa gì hết. Bây giờ mình nghe người ta nghèo đói quá, mình chở một xe cam nhông mì tôm ra đó cho những anh em đó, mình bán rẻ cho họ hay là mình cho không họ hả? Dạ thôi cho không. Tại sao cho không? Dạ cái đó cũng như là cái chữ hội chữ thập đỏ đó là cũng như là mình cho người ta cứu khổ cứu nạn thôi, chứ không có mà buôn bán, không có lấy tiền bạc. Cảm ơn con nhiều. Vậy không lẽ người ta đang khổ như vậy mà mình chở một xe cam nhông mì tôm áo quần đến mình bán rẻ cho người ta? Người ta đang khổ như thế mà mình dán cái chữ thập đỏ lên trước xe, rồi mình chở một xe đồ đi tới đó, mình nói tôi bán rẻ cho anh à, chứ không cho. Như vậy nó trái lại với cái chữ thập đỏ. Mà phải chở một cái xe cam nhông đó đến để rồi cho không họ. Như vậy chữ thập đỏ chính là cho không. Mà để cho không được thì chữ thập đỏ nó phải có cái sự yêu thương nhau, chứ không phải đơn giản mà móc túi móc tiền chở đi cho, không có chuyện này. Vậy thì chúng ta phải tạo ra một cái tình yêu, một cái tình tương thân tương ái giữa mình với mình, giữa ban quản nhiệm chính quyền các cấp địa phương, giữa tất cả mọi người đây phải có một sự hài hòa yêu thương với nhau. Từ cái chỗ yêu thương này mới chuyển tải cái tình yêu đến với anh chị em, chứ đâu có đơn giản mà cho không được. Vậy chữ thập đỏ để cho không được thì phải có tình yêu, mà muốn có tình yêu thì phải có một cái cuộc hội họp như thế này. Do vậy mà cha mới nói với anh chị em cái tinh thần yêu thương của anh chị em còn yếu lắm. Anh chị em phải có một cái tinh thần yêu thương mãnh liệt thì cái tinh thần cho không của ban quản nhiệm, của những anh chị em chính quyền cấp xã quận tỉnh này, người ta mới mãnh liệt với anh chị em được. Hôm nay cho nhắc anh chị em cái chữ thập đỏ nó có ý nghĩa là yêu thương và cho không. Giống như cha lấy ví dụ nãy đó, chúng ta không thể chở một xe cam nhông bánh mì đến cái chỗ nghèo đói đó chúng ta bán rẻ được, mà chúng ta phải chở đến đó để chúng ta cho không họ. Vì họ đã đói khổ, vì họ đã quá lẽ nghèo đói rồi, chúng ta phải chở đến đó để cho không họ. Mà muốn được cho không họ thì chúng ta phải có tình yêu trước. Vậy chữ thập đỏ chính là yêu thương và cho không. Cho nên cũng có nhiều người thắc mắc với cha, ủa sao cha dán cái bảng sinh hoạt điểm sinh hoạt yêu thương và cho không, hội chữ thập đỏ điểm sinh hoạt yêu thương cho không, thì đúng rồi. Hôm nay thầy giải thích cái logo đó, hội chữ thập đỏ điểm sinh hoạt yêu thương và cho không, vì hội chữ thập đỏ chính là yêu thương và cho không, chứ không có buôn bán đổi chác ở đây, cũng không có bán rẻ bán mắc, mà tất cả là cho không. Đó là hội chữ thập đỏ. Vậy
Cha mong tất cả những anh chị em đang có mặt ở đây làm sao phải chuyển tải cái điều cha nói hôm nay đến mọi người khác, những người nghèo khó phải làm sao phải đến đây cho nó tranh thủ thời gian giờ giấc để mình nghe cái tình yêu, mình nghe cái tình yêu của những anh em này, rồi sau đó mình mới nhận cái sự cho không của anh em đó. Vì tất cả chúng ta đang ngồi ở dưới này là chúng ta đang cho không những anh em này bằng cái sự mà ngồi cố gắng nghe để sống tốt. Đó là anh chị em đang cho không đó. Anh chị em giờ đâu có, mình đi nhận một phần gạo, một bình nước thì mình lấy gì cho những con người này? Mình không thể có gì cho những con người này hết. Nhưng có anh chị em, tôi có cái tinh thần lắng nghe, tôi bỏ công sức nè, tôi bỏ thời giờ nè, tôi bỏ những cái ưu tư riêng của tôi qua một bên để tôi ngồi đây tôi lắng nghe những anh chị em này phát biểu ý kiến, nhắn nhủ tôi điều gì, dạy dỗ tôi điều gì. Sau đó tôi về tôi thực hành tất cả những điều này, chính là anh chị em đang cho không. Mà điều này anh chị em chưa làm được, tôi thiết nghĩ là anh chị em chưa hiểu rõ. Hôm nay anh chị em đã hiểu rõ rồi thì mình nhắn nhủ với những con người mà đã có cái phiếu nhận gạo về đây đó, cố gắng đi sớm để diễn tả cái tinh thần cho không những con người ở trên này. Thì khi đó những con người trên này người ta mới diễn tả lại một cái tinh thần yêu thương anh chị em, và cụ thể là mới làm ruộng làm nương, chở nước chở gạo đến cho anh chị em, diễn tả lại sự cho không đó được mãnh liệt. Đó là tinh thần của anh chị em. Người đưa tôi đi lên núi cao xoay xưa sau biển, vui uống suối miền Nam, hừng tâm qua rừng biển buồn. Người đưa tôi đi lên vườn trái ngát xanh trên đồi, người dẫn tôi về tựa trùng khơi buông gió diêu mây trời. Cho tôi yên tiệc thơm hương hoa, người rót cho tôi ly rượu thắm chan hòa, đủ tôi người sức dầu thơm nồng nàn. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa nhờ Chúa tôi vui bao ngày tháng huy hoàng, trần gian tươi thắm mùa xuân địa đàng. Bạn lý xa rồi, có người dẫn đưa rồi, đời tôi mà...
trắng nhẹ trôi về trời. Chúa chăn nuôi tôi, Chúa chăn nuôi tôi, Chúa đưa tôi đi qua mọi nẻo đường. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa gió biển, vui uống suối miền Nam, vẫn tâm qua rừng biển mù. Người đưa tôi đi lên núi cao say sưa gió biển, vui uống suối miền Nam, vẫn tâm qua rừng. Cười, tôi đem thay những bước chân.
cho nhân trần phù sa chứa trang hồng ơi.